Xin chào các bạn ghé kênh của Bia Hơi Quán. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng các bạn làm món gà luộc mà vàng với lại thơm ngon, với lại không bị nứt ra nhé. Thì nguyên là chúng ta chuẩn bị là một con gà ta khoảng tầm 1.6 kg, 1.7 kg nhớ. Còn nguyên là chúng ta chuẩn bị là một ít hành khô với một ít gừng bắp, gừng đập dập á, một ít là chanh, còn một ít muối với lại một ít giấm để chúng ta rửa sạch gà. Lúc mình rửa sạch rồi để mình cho vào mình luộc gà. Thì bây giờ mình chuyển qua bước rửa gà nhé. Thì chúng ta bước rửa gà thì chúng ta cho một ít gừng với một ít giấm. Ta cho giấm vào, cho một ít muối vào để chúng ta rửa sạch con gà ấy, rửa sạch chất bẩn của con gà ấy. Mình hòa tan cho nó tan trong nước này, rồi mình thả gà vào. Mình vừa ngâm con gà, vừa rửa sạch nó nhá. Mình rửa sạch mồm miệng với lại ấy của con gà ấy. Mình ngâm cho nó muối nó ra các chất bẩn ấy, rồi lưỡi gà mình có tem này mình bóc ra mình vứt luôn, mình bỏ lưỡi, mình có tem và mình móc rửa sạch trong này nhá. Mình rửa cho sạch sẽ. Chuyển qua bước luộc gà thì các bạn chuẩn bị cho mình một cái xoong nước, mình đổ nước vào ngọc con gà ấy. Thì trong xoong nước thì mình cho ít muối với lại củ hành với lại gừng thì với lại lá chanh. Thì củ hành thì mình bỏ vào nước để mình tạo ra chất dầu để mình làm da con gà nó trơn nó bóng lên ấy. Còn gừng thì mình làm cho gà sạch với thơm lên, và chanh cũng vậy cho thơm con gà nhá. Mình cho vào luôn, sau đó mình thả con gà vào. Mình thả con gà làm xong cho nó ngập nước ấy, cho nước ngập con gà, mình đổ nước ngập con gà luôn. Sau đó mình sẽ bật lửa lên, mình thả gà vào lúc nước đang nguội nha, đang lạnh nhá. Xong mình bật lửa lớn lên, khi nào sôi thì mình sẽ cho lửa nhỏ lại, đỏ liu riu. Nếu mà mình cho lửa to quá thì da gà nó sẽ bị nứt ra, con gà nó bị xé ra ấy, nó không được ngon ấy. Thì lúc này mình nước đang nguội nên mình cho lửa to lên. Sẽ đầy kín luôn, là để đầy bung kín lại cho nó giữ hơi á, để cho con gà nó nhanh chín. Đây là nước chấm mắm gừng của để mình là chấm gà nhá. Giờ mình chặt gà ra mình chấm nước này rất thơm ngon. Nước luộc gà là sôi thì mình cho nhỏ gà lại, sau đó mình trở ngược con gà lại cho nó ngấm phần phía dưới. Nếu mà xong mà các bạn không kín hơi thì các bạn đổ ngập nước nhá. Gà rất là trắng, rất là thơm, rất là ngon, thấy chưa? Nhìn rất là béo.
thì chúng ta chờ ngược lại, chúng ta để bung lại cho nó chín tiếp nhá. Mình cho nhỏ ga lại, không ra ga nó này sẽ bị nứt nứt ra ấy. Nó sẽ con ga ra ấy, nó không ngon ấy. Để kiểm tra gà chín hết chưa thì mình sẽ dùng một chiếc đũa này sẽ mình sẽ châm vào con gà ấy. Mình châm vào như vậy nhá, sau mình sẽ tút đũa ra mà thấy máu ở trong nó đang chảy ra, lúc đó gà còn chưa chín thì mình sẽ luộc thêm một xíu nữa. Mình châm như vậy để mình biết là gà là được chưa nhá. Rồi bây giờ mình sẽ mở vung ra kiểm tra xem gà được chưa nhá. Thì lúc này chỗ này là do mình châm ra là bị nứt ra ấy, có thể được rồi, tại vì mình luộc từ này cho khoảng tầm 20-21 phút rồi, chứ không phải là đến 10. Đây các bạn xem gà, mình không có cho bột, cho nghệ hay cho gì hết, mà nó vàng, nó thơm, nó trắng, nó căng mỏng rồi, đúng không? Mình không có cho màu nghệ lên, không có gì hết, không cho gì hết, mà nó vẫn như vậy ấy. Các bạn xem nhé, xem gà mình đã luộc xong rồi, được khoảng tầm 22 phút. Thì đây là món gà luộc mà vàng thơm và lại da căng bóng không bị nứt nhá.